Theo quân đội và giới chuyên gia quân sự phương Tây, khái niệm về nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn BTG đóng vai trò quan trọng trong học thuyết quân sự của Nga 10 năm qua. Trong đó các tiểu đoàn được tích hợp đầy đủ đơn vị hỗ trợ như thiết giáp, trinh sát và pháo binh. Vai trò của BTG càng thể hiện rõ hơn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc xung đột mà Moscow áp dụng mô hình BTG và thực chiến trên quy mô lớn. Thậm chí phương Tây còn sử dụng BTG làm thước đo sức mạnh của quân đội Nga ở Ukraine trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga đặt ra các mục tiêu lớn dành cho BTG nhằm thay thế các mô hình chiến thuật kiểu cũ có từ thời Liên Xô với mô hình tiểu đoàn tác chiến hỗn hợp nhưng có sự thay đổi trang bị và quân số theo từng loại nhiệm vụ. Về lịch sử tiểu đoàn chiến thuật, BTG không phải là khái niệm mới trong tư duy quân sự của Nga. Nội chiến, cách mạng, 1917-1923, bao gồm các nhóm đột kích, phân đội tiền phương và các tiểu đoàn cơ giới. Trong tâm của họ là tốc độ, khả năng cơ động, khả năng hỏa lực và lực lượng lớn cũng như sự tương tác giữa các lực lượng này để đạt được sức mạnh chiến đấu tổng hợp lớn hơn các bộ phận cấu thành. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chiến đấu chủ yếu bằng các đơn vị bộ binh, thiết giáp và pháo binh riêng biệt. Đôi khi chiến đấu như các đơn vị hỗn hợp nhưng thường được thành lập ngay trước trận chiến. Trong đó, pháo binh luôn có mặt trong các tiểu đoàn bộ binh dưới dạng cối, pháo bắn trực tiếp và súng trường chống tăng. Trong chiến tranh lạnh, Liên Xô nhận ra rằng các đơn vị vũ trang hỗn hợp có hiệu quả hơn so với việc thành lập các đơn vị hỗn hợp tạm thời. Bên cạnh đó là một số vấn đề khi thành lập các đơn vị hỗn hợp cố định như trong triển khai và huấn luyện. Các đơn vị nhánh của tiểu đoàn cần có khu vực riêng kéo theo đó là hậu cần cho các đơn vị cơ giới. Tuy nhiên các đơn vị hỗn hợp tạm thời cũng có những hạn chế riêng tương tự nhưng ngược lại. Theo thời gian các sư đoàn và trung đoàn liên xô sau nhiều lần tái lập rồi chia tách đã trở nên khá thành thạo trong tác chiến hỗn hợp. Nhưng bản chất của chiến trường đang thay đổi. Vũ khí hiện đại buộc các đơn vị phải tản ra để tồn tại. Ngay cả khái niệm về tiền tuyến cũng trở nên mô hồ. Do đó rõ ràng tiểu đoàn là thành phần chính của cuộc chiến trong tương lai và các tiểu đoàn phải chiến đấu tổng hợp để giành chiến thắng vấn đề là làm thế nào để kết hợp các chi nhánh thành tiểu đoàn và chiến đấu hiệu quả trong suốt chiến tranh lạnh liên xô đã thử các cách kết hợp lực lượng khác nhau nhằm nỗ lực tạo ra một tiểu đoàn hỗn hợp hay cụm chiến thuật tiểu đoàn theo cách nói của nga nó phải có sức sát thương lớn nhưng không quá lớn có khả năng hoạt động độc lập trong thời gian vài ngày và có khả năng chiến đấu phối hợp hiệu quả. Từ những năm 1960 đến cuối những năm 1980, tiểu đoàn súng trường cơ giới và xe tăng Liên Xô đã trải qua một số thay đổi về tổ chức và trang bị để cố gắng cải thiện khả năng sát thương của vũ khí kết hợp của họ. Trong cùng thời gian, họ đã tiến hành hàng trăm cuộc tập trận, sử dụng các hỗn hợp xe tăng, súng trường cơ giới, phòng không, công binh và lực lượng hỗ trợ chiến đấu khác để tìm kiếm giải pháp tối ưu. Rõ ràng, Liên Xô đang cố gắng xác định cơ cấu tổ chức và trang bị, đào tạo và sử dụng BTG tối ưu. Sau khi Liên Xô sụp đổ, động lực phát triển BTG được củng cố nhờ kinh nghiệm của Nga trong các chiến dịch ở Chechnya và các hoạt động chống khủng bố liên quan. Trong thời kỳ này, các trung đoàn cơ động của Tập đoàn quân hợp thành số 58 đã thành lập các BTG dựa trên các tiểu đoàn súng trường cơ giới được tăng cường bằng xe tăng, pháo binh, phòng không trinh sát, kỹ thuật, phòng thủ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, thông tin liên lạc, bảo trì và các đơn vị hậu cần. Các BTG này được trang bị và biên chế 100% chủ yếu là nhân viên hợp đồng và đang trong chu kỳ sẵn sàng 6 tháng cho đến khi họ được luân chuyển. Nhiều đặc điểm của BTG ngày nay có thể bắt nguồn trực tiếp từ thời điểm này. Về khái niệm BTG BTG là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm chiến thuật dạng mô-đun dựa trên cơ sở một tiểu đoàn lục quân Nga, được phối thuộc pháo binh, phòng không lục quân, công binh và hậu cần cũng như không quân và đặc điểm khi cần thiết để có thể nhanh chóng triển khai năng lực tác chiến ở những nơi xung đột. Mỗi trung đoàn lữ đoàn bộ binh xe tăng Nga thường có 3 tiểu đoàn cơ động. Phương tiện khí tài của một trung đoàn lữ đoàn có thể được rút ra để thành lập 1 tới 2 BTG mỗi đơn vị có khoảng từ 600 tới 800 quân. Để có thể dễ dàng so sánh, trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga huy động từ 90 đến 120 BTG triển khai xung quanh Ukraine. Một BTG điển hình bao gồm một đại đội xe tăng, ba đại đội bộ binh, một đại đội tên lửa chống tăng, một đại đội công binh, hai khẩu đội pháo binh dã chiến và một khẩu đội tên lửa đất đối không. Mỗi BTG có khoảng 600 binh sĩ được giao nhiệm vụ, một đại đội xe tăng của Nga thường có 10 xe tăng, một đại đội bộ binh Nga thường có 10 chiếc BTR-80 hoặc 10 chiếc BMP-3. BTG là trụ cột trong hoạt động can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine từ năm 2013 đến năm 2015 và hiện tại là năm 2022. Nói cách khác, BTG là mũi giáo đối với quân đội thông thường của Nga. Tính đến tháng 8 năm 2021, Nga có khoảng 170 BTG được triển khai giải rác ở nhiều khu vực quan trọng. Về tổ chức một BTG nguyên mẫu, các đơn vị phụ của BTG. Để hiểu rõ hơn về BTG, chúng ta phải xem xét chi tiết từng đơn vị nhỏ của nhóm tác chiến này. Các đơn vị nhỏ trong cụm chiến thuật tiểu đoàn là sự chỉ huy và kiểm soát của BTG. Một đại đội xe tăng, ba đại đội bộ binh, một đại đội tên lửa chống tăng, một đại đội công binh hai khẩu đội pháo binh dã chiến và một khẩu đội tên lửa đất đối không, một đại đội bộ binh có quân số từ 50 tới 100 binh sĩ. Chỉ huy và điều khiển BTG gồm có 3 xe MT LB cho chỉ huy BTG và chỉ huy cấp tiểu đoàn, tổng cộng 3 xe. Đại đội 1 xe tăng. Đại đội 1 xe tăng. Một đại đội xe tăng Nga thường có 30 binh sĩ điều khiển 10 xe tăng T72B3, tổng cộng 10 chiếc có thể là T-72, T-80 hoặc T-90. Gồm 3 đại đội bộ binh, một đại đội bộ binh Nga thường có 50 binh sĩ triển khai trên 10 xe bọc thép BMP-3 hoặc BTR-80, tổng cộng 33 xe BMP hoặc là BMP-1 hoặc BMP-2 hoặc BMP-3 hoặc BTR-80. Đại đội tên lửa chống tăng Một đơn vị tên lửa chống tăng của Nga thường được trang bị 4 xe BMP-3 được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển AT-11 hoặc AT-14, tổng cộng 4 xe BMP-3 với AT-14. Đại đội công binh, đơn vị công binh có thể được tổ chức nhiệm vụ để hỗ trợ các nhiệm vụ BTG đề xuất. Hầu hết các đại đội này đều trang bị 3 xe BAT-2, 2 xe IMR-2, tổng cộng 3 xe BAT-2 và 2 xe IMR-2. Hai khẩu đội pháo binh dã chiến một khẩu đội pháo binh dã dạ chiến Nga thường có 6 xe pháo tự hành 152 ly và 2 xe MT LBU là xe trung tâm chỉ huy và chỉ huy hỏa lực. Khẩu đội tên lửa phóng loạt của Nga thường có hệ thống tên lửa BM-21 Grad cùng với xe tải hỗ trợ. Tổng cộng 6 xe pháo 152 ly, 2 xe MTLB, 6 xe BM-21. Một khẩu đội tên lửa đất đối không hoặc pháo binh phòng không. Một khẩu đội SAM của Nga thường có 6 hệ thống phòng không. Mỗi khẩu đội được trang bị một Panzer S1 sẽ được trang bị ít nhất 6 hệ thống kèm theo 2 xe hỗ trợ. Tổng cộng 6 xe Panzer S1, 2 xe MTLB. Về hình thức tác chiến, cũng có thể xem BTG là một lực lượng bán thường trực được bố trí trong các trung đoàn và lữ đoàn cơ động của lục quân, hải quân đánh bộ và lính dù Nga. BTG là các thực thể chiến đấu cỡ tiểu đoàn xe tăng hoặc súng trường cơ giới được tổ chức theo nhiệm vụ, có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu vũ trang kết hợp bán độc lập. Chúng có khả năng tiến hành các cuộc đột kích sâu, bao vây và tập kích hai bên sườn. Trong hệ thống tác chiến của quân đội Nga, cấp chỉ huy đơn vị tác chiến hỗn hợp cấp thấp nhất theo truyền thống là trung đoàn cơ động hoặc lữ đoàn. Do đó người Nga không sử dụng các thuật ngữ như nhóm chiến thuật trung đoàn khi đề cập đến đội hình cơ động của họ. Vì về bản chất, các đội hình này vốn là lực lượng kết hợp. Thuật ngữ nhóm chiến thuật tiểu đoàn là một mô tả chức năng đặc biệt. Lưu ý rằng đội hình này về bản chất là các đơn vị hợp thành. Theo yêu cầu của Bộ Tổng tham mưu Nga, mỗi trung đoàn và lữ đoàn được cho là có hai BTG được chỉ định. Nhưng các đơn vị ở quân khu phía Nam được cho là có 3 BTG cho mỗi trung đoàn, lữ đoàn. Về mặt thành phần, BTG bao gồm tiểu đoàn súng trường cơ giới hoặc tiểu đoàn xe tăng với các phụ tùng hỗ trợ chiến đấu khác nhau. Những phần đính kèm này có thể khác nhau vì chúng phụ thuộc vào trang thiết bị hữu cơ của tiểu đoàn và các nhiệm vụ mà tiểu đoàn có thể được giao. Biến thể BTG phổ biến nhất trên một tiểu đoàn súng trường cơ giới có đại đội xe tăng trực thuộc, tiểu đoàn pháo tự hành, trung đội phòng không, đội công binh và hỗ trợ hậu cần. Hầu hết các BTG có từ 700 tới 800 nhân sự, nhưng một số ít có khoảng 900. Ngoài các đơn vị thường xuyên trực thuộc BTG trong đồn trú, BTG có thể thêm các đơn vị bổ sung theo yêu cầu. Những đơn vị này có thể đến từ các đơn vị chủ quản của BTG và bao gồm các đơn vị hậu cần, đơn vị bắn tỉa, đơn vị chống tăng, vân vân. Tuy nhiên, họ có thể đến từ những nơi khác trong lực lượng lục quân, các quân chủng khác như hải quân đánh bộ hoặc lực lượng đổ bộ đường không, hoặc thậm chí là lực lượng quân sự của các bộ khác như lực lượng vệ binh quốc gia hoặc bộ đội biên phòng điều này có nghĩa là BTG có thể trang bị thêm các hệ thống pháo binh hạng nặng và các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz, tùy thuộc vào nhiệm vụ được tổ chức mà BTG được giao. Trong bối cảnh này, BTG có thể được định nghĩa là một đội hình chiến thuật vũ khí kết hợp được tổ chức theo nhiệm vụ do một chỉ huy lữ đoàn hoặc trung đoàn tạo ra để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể riêng biệt. BTG là một phần của hệ thống sẵn sàng chiến đấu theo cấp độ của Nga. Họ được hình dung là sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Mọi lúc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của chiến tranh, trong khi phần còn lại của lực lượng chuẩn bị cho trận chiến, BTG đóng vai trò như một phương tiện để giữ cho các thành phần của đội hình lớn hơn, chẳng hạn như lữ đoàn hoặc trung đoàn, ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu, vì những đội hình này thường không có đầy đủ quân số và trang bị trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Gần đây nhất, trong chiến tranh Nga-Gruzia năm 2008, Nga đã gặp khó khăn trong việc triển khai và tập trung sức mạnh chiến đấu btg cho phép nga duy trì các đơn vị được huấn luyện tốt hơn có khả năng triển khai nhanh chóng làm lực lượng phản ứng nhanh để có thời gian huy động và triển khai đầy đủ các lữ đoàn và sư đoàn trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn không lường trước được họ cũng có thể giải quyết các cuộc chống nổi dậy và xung đột địa phương trong chiến đấu quy mô lớn btg có thể sẽ được giao những nhiệm vụ chiến đấu quan trọng và khó khăn nhất chẳng hạn như tiến lên trước phần còn lại của đội hình đánh chiếm và giữ các tuyến có lợi các nút giao thông và các đường vượt qua các rào chắn nước. Chức năng của chúng bao gồm trì hoãn bước tiến của kẻ thù, cắt đứt các lối thoát, ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng chính, đảm bảo an ninh cho lực lượng chính trong cuộc hành quân và thu thập thông tin về kẻ thù và địa hình. Về mặt chỉ huy và kiểm soát, BTG thường được chỉ huy bởi tiểu đoàn nơi nó đóng quân, vì BTG được xem như một cách để cho các chỉ huy tiểu đoàn có cơ hội thực hành chỉ huy đơn vị hỗn hợp trước khi họ nắm quyền chỉ huy một trung đoàn hoặc lữ đoàn. Mặc dù đây là thông lệ tiêu chuẩn, nhưng trong một số trường hợp, BTG có thể được chỉ huy bởi lữ đoàn hoặc phó lữ đoàn trưởng. Nga đã và đang tăng đều đạn số lượng BTG. Năm 2016, Nga có 66 BTG. Đến năm 2021, nó được báo cáo là 168. Nga và Liên Xô từ lâu đã sử dụng các tiểu đoàn hỗn hợp trong chiến đấu, nhưng những đội hình này luôn mang tính tạm thời. Khái niệm BTG đã được thử nghiệm từ những năm cuối của Liên Xô, và khác với khái niệm tiểu đoàn hỗn hợp vì các thành phần của nó có mối quan hệ huấn luyện theo thói quen. Ngoài ra, nó phải có đầy đủ cơ số binh sĩ khung, hầu hết các đơn vị lục quân có 70 tới 90% hậu cần hoặc lái xe và phần còn lại đều là lính hợp đồng, trái ngược với lính nghĩa vụ. Điều này rất quan trọng vì hệ thống điều động hỗn hợp của Nga đặt ra những thách thức mà BTG có thể giảm thiểu. Chúng bao gồm thời gian phục vụ nghĩa vụ ngắn hạn, 1 năm, và các quy định pháp luật cấm triển khai lính nghĩa vụ và sử dụng họ trong các hoạt động chiến đấu bên ngoài nước Nga. Vì vậy trên lý thuyết, một trung đoàn hoặc lữ đoàn có thể có các BTG gần như không thể phân biệt được và các tiểu đoàn cơ động, nhưng trên thực tế, BTG gần như chắc chắn có trang bị tốt nhất và nhiều nhân lực hơn. Một nghiên cứu của lục quân Mỹ cho thấy, mô hình BTG rất hiệu quả trong tập trung nhanh chóng hỏa lực tác chiến tại một điểm cụ thể trên chiến trường, vùi dập vị trí cục bộ của đối phương bằng hỏa lực áp đảo phát huy mạnh khả năng thọc sâu bằng các đơn vị cơ động. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng mô hình BTG không đủ quân số để bảo vệ khu vực rộng lớn hay tham gia một trận chiến kéo dài, đặc biệt là tác chiến ở khu vực đô thị. Do thiếu nhân lực, BTG sẽ phải dựa vào lực lượng dự bị hoặc không có trình độ tác chiến cao, như lính nghĩa vụ hay dân quân địa phương để bảo vệ bên sườn và giám sát đối phương. Điều này được nhận định là điểm yếu lớn nhất trong đội hình BTG. Điểm yếu này có thể làm chậm bước tiến của quân Nga thậm chí ngăn chiến dịch tấn công tổng lực. Dù lực lượng Nga có khả năng kiểm soát vùng trời, vùng biển và vượt trội về tác chiến điện tử trong giao tranh tại Ukraine. Mặt khác, theo luật pháp Nga, lính nghĩa vụ không được phép phục vụ trong BTG bên ngoài nước Nga. Trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài, các đơn vị BTG chỉ có thể sử dụng lính tình nguyện. Nhân lực hạn chế của BTG khiến người chỉ huy ít có lựa chọn tác chiến trong môi trường đô thị. Trong khi đó, nhân lực và thiết bị chủ yếu thông qua việc hợp nhất một đơn vị lớn nên tính bền vững của họ trong hoạt động lâu dài cũng bị nghi ngờ. Vai trò tấn công môi trường đô thị trong học thuyết của Nga thường được thực hiện bởi hải quân đánh bộ hoặc lực lượng đổ bộ đường không. Các cuộc xung đột gần đây của Nga đều đã chứng minh điều này. Về khía cạnh hậu cần của BTG, vì BTG là lực lượng đặc nhiệm bán thường trực của tiểu đoàn, có thể sẽ thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất của đơn vị mẹ mà có thể hoạt động ở một khoảng cách đáng kể so với đội hình của nó nên không có gì ngạc nhiên khi lực lượng này có nguồn lực hậu cần đáng kể. Đơn vị hậu cần chính của BTG là trung đội hỗ trợ cố định cho tiểu đoàn mà BTG đóng quân. Trung đội này có thể khác nhau về cơ cấu và nhân sự tùy thuộc vào loại tiểu đoàn mà BTG dựa vào, nhưng thường bao gồm vận chuyển cơ giới, đối với đạn dược, nhiên liệu và nước, bảo trì, phục hồi phương tiện, dọn dẹp chiến trường và tắm, vệ sinh. Thứ trưởng Quốc phòng kiêm lãnh đạo cơ quan hậu cần của quân đội Nga, tướng Dmitry Bunkov cho biết, các trung đội này có thể hỗ trợ các tiểu đoàn cơ động thường xuyên trong tối đa 6 ngày. Tướng Bùn Cô không nêu chi tiết những điều kiện nào một tiểu đoàn cơ động có thể hoạt động độc lập trong tối đa 6 ngày, nhưng với quy mô tương đối nhỏ của trung đội hỗ trợ và số lượng phương tiện vận tải, có thể giả định rằng những điều kiện này sẽ ít hoặc không cần chiến đấu và ít cơ động. Tuy nhiên, các nhà hậu cần Nga cho rằng BTG tiêu chuẩn có đủ đạn dược cho 3 chu kỳ sử dụng nạp lại, đủ nhiên liệu cho 2 chu kỳ tiếp liệu và lương thực cho tối đa 10 ngày. Với những thông số này, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của trận chiến, BTG có thể tự duy trì trong điều kiện chiến đấu từ 1 tới 3 ngày trước khi yêu cầu hỗ trợ hậu cần bổ sung. Ngoài các trang bị hữu cơ của tiểu đoàn, các tài sản hậu cần khác thường xuyên được gắn vào BTG. Những tài sản này có thể đến từ các đơn vị hậu cần của đội hình hoặc từ các trung đội hỗ trợ của các tiểu đoàn khác. Chẳng hạn như tiểu đoàn súng trường, xe tăng và pháo binh cơ giới liên kề trong trung đoàn hoặc lữ đoàn. Theo các nhà hậu cần của Học viện Hậu cần Quân đội Nga, các đơn vị hậu cần trực thuộc này có thể được thành lập thành một đại đội hỗ trợ vật chất kỹ thuật tổng hợp, bao gồm một trung đội bảo trì sơ tán và một trung đội vận tải cơ giới. Do thành phần của BTG có thể khác nhau tùy thuộc vào các biến số hoạt động và nhiệm vụ chiến đấu dự kiến, nên thành phần và quy mô chính xác của các khả năng hậu cần kèm theo này có thể khác nhau rất nhiều. Hồng quân trong chiến tranh thế giới thứ hai đổ máu rất nhiều và cuối cùng đã giành được chiến thắng quyết định trước phần lớn quân đội phát xít Đức. Nga hiện đang tập trung vào việc xây dựng một quân đội sẵn sàng chiến đấu, thành thạo về mặt chiến thuật và hoạt động, nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi về nhân khẩu học, liên minh chính trị và công nghệ. Quân đội này được thiết kế để sử dụng các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tập đoàn quân hỗn hợp trong các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trong một cuộc chiến tranh cơ động thông thường trong điều kiện bị đe dọa hạt nhân. BTG là một phần quan trọng của tầm nhìn này. Vì nó được thiết kế để tăng cường khả năng lãnh đạo của sĩ quan cấp tiểu đoàn và cung cấp kiến thức chuyên môn về chiến thuật cũng như khả năng phản ứng nhanh. Khái niệm này cho phép Nga duy trì một hệ thống sẵn sàng theo cấp độ với nhiều sư đoàn và lữ đoàn có mức độ sẵn sàng thấp hơn, đồng thời duy trì khả năng có thể phản ứng nhanh chóng với mối đe dọa trước mắt và phù hợp hơn với các hoạt động xung đột và chống nổi dậy cường độ thấp. Ngoài ra, khái niệm này hỗ trợ Nga giải quyết những khó khăn trong huấn luyện khi có một hệ thống biên chế hỗn hợp bao gồm các sĩ quan chuyên nghiệp, quân nhân nhập ngũ và lính nghĩa vụ chỉ phục vụ các chuyến công tác một năm. Mỗi BTG là một tiểu đoàn hỗn hợp, nhưng không phải mọi tiểu đoàn hỗn hợp được tổ chức làm nhiệm vụ đều là BTG. Tiểu đoàn vũ trang hỗn hợp được tổ chức theo nhiệm vụ từ lâu đã là một đặc điểm của quân đội Nga. BTG được xây dựng dựa trên khái niệm này và chắc chắn còn hơn thế. Nó không chỉ là một công cụ triển khai lực lượng vũ trang tổng hợp mà còn là một phương tiện để quản lý những thách thức về huấn luyện và triển khai vốn có trong hệ thống biên chế hỗn hợp và sẵn sàng theo từng cấp độ của Nga. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, Nga sẽ đánh giá những thành công và thất bại của BTG và điều chỉnh thành phần, huấn luyện, tổ chức trang bị để cải thiện khái niệm này. Khái niệm này sẽ được điều chỉnh để đảm bảo rằng nó phản ánh tối ưu cuộc chiến quy mô vừa và quy mô lớn trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ